Chào các bạn, trong video này chúng ta sẽ học cách tính toán một diện tích của một hình tròn sử dụng cái Fluent Binding API. Cái này hoàn toàn mới nhá, hoàn toàn khác với form bình thường. Nào, đầu tiên ta cần phải tạo một cái biến là biến bán kính phải double property radius, biến cái này dùng cho bearing, dùng cho gắn kết, nó phải thế, mình cho là 7 gì. Sau đó ta sẽ tính area, tính cái diện tích của nó. Để nhân không? Nhân với gì? Nhân với bản thân cái radius này không? 2πr bằng bình phương. Sau nhân với tiếp với thằng, cái này gọi là nhân tiếp với cái thằng số pi. Sao? Thấy lỗi nhỉ? Multiply radius, multiply must be the point. Double binding nhỉ. Đây một cái gắn kết nhé, một gắn kết nó sẽ là nhảy. Sau đó ta sẽ in ra. Tức là bán kính. Bán kính này. Area. Thử xem chạy thế nào. Tất nhiên là sẽ có ngay cái diện tích đây. Nhưng bây giờ thì chúng ta là khi thay đổi cái thằng radius sao, thử như sao. Thay với cái tức là làm gì tiếp, ta sẽ in thử ra xem nó có đổi mới không. Tất nhiên là như vậy. Tự động đổi luôn vì thằng này chưa cập bến mà. Tự động đổi rồi. Bây giờ ta sẽ tạo một cái giá trị mới để xem nó binding không. Property trước đây dùng là gì? Double binding. Double property. Body này ta sẽ area chấm bài đi bài một chiều nhé, em một chiều đây chắc tương tự với nhau vì là bên cả
bài định hình thường. Có hai bài định hình ứng nhất là dùng đầu tiên là khai báo bài định. Sau đó ta sẽ lấy thông tin ra. Hoặc ta khai vào một cái property liên kết đó vào. Thì gắn cái thuộc tính này vào cái biểu thức này. Ở trên ta chỉ tạo một cái gắn kết thôi. Kết nó không phải thuộc tính.